Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 3, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình năm 2024. Khởi công xây dựng nhà máy Vega Vision Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, dự án có tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Bất chấp những cảnh báo lây nhiễm liên cầu khuẩn từ tiết canh, nhiều người vẫn ăn tiết canh lợn và phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1735 ngày 29 tháng 12 năm 2023. Nội dung quy hoạch bảo đảm chất lượng, có tầm nhìn chiến lược, đã cụ thể hóa khát vọng phát triển, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng. Đến năm 2050, Thái Bình là tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được bảo đảm. Xác định những định hướng lớn tạo đột phá phát triển với 3 đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 trụ cột tăng trưởng kinh tế, thể hiện niềm khát khao, mong muốn khẳng định và vươn tầm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình. Quy hoạch tỉnh có rất nhiều điểm mới đột phá, như mở ra không gian phát triển mới thông qua hoạt động lấn biển, phát triển kinh tế hướng biển, tạo sự phát triển đột phá ở lĩnh vực cảng biển, năng lượng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển, mở rộng không gian lấn biển, tạo quỹ đất cho các hoạt động chức năng, hình thành không gian công nghiệp xanh, zero carbon, gắn với đô thị dịch vụ đồng bộ, cảnh quan sinh thái ven biển hấp dẫn, xây dựng hệ thống đô thị đồng bộ hiện đại với thành phố Thái Bình là đô thị hạt nhân của tỉnh và là một trong những đô thị lớn của vùng, trở thành đô thị xanh hiện đại, có bản sắc riêng, phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối thuận lợi, phát triển công nghiệp, dược, sinh học. Sau năm 2030, nghiên cứu phát triển sân bay chuyên dụng ven biển, đường sắt đi qua tỉnh kết nối với mạng lưới đường sắt quốc gia, thực hiện theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngay sau hội nghị này, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình sẽ nghiêm túc tiếp thu, thực hiện và chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, dự án nhằm cụ thể hóa quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh. Tỉnh Thái Bình cam kết sẽ đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong quy hoạch tỉnh đã đề ra với tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương, mong muốn đưa tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình. Tại hội nghị, tỉnh Thái Bình giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư, đồng thời trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 9 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được chấp thuận thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn trên 10.000 tỷ đồng. Tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, năng động, linh hoạt trong thực hiện các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của quy hoạch tỉnh. Đây là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá rất cao sự phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua, đặc biệt là trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là hai yếu tố quan trọng, là chìa khóa để Thái Bình bứt phá đi lên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Thái Bình là địa phương đi đầu trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Thái Bình. Mặc dù Thái Bình có điểm xuất phát thấp hơn so với các tỉnh trong khu vực, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, nên Thái Bình đã có sự bứt phá rất đáng ghi nhận. Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong quy hoạch, tỉnh Thái Bình cần phải định hướng đúng, xác định rõ mục tiêu đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp, sát chúng đúng và đạt được hiệu quả cao nhất. Về cái quy hoạch mà chúng ta bàn sáng nay, tôi mong muốn chia sẻ với các đồng chí 8 chữ đó. Hai chữ đầu tiên là tuân thủ. Bởi lẽ cái giá trị lớn lao nhất của quy hoạch là định hướng và cái giải pháp để thực hiện cho đúng cái định hướng đó. Cho nên về nguyên tắc chúng ta phải tuân thủ. Cái thứ hai là linh hoạt. Nghe chừng có vẻ mâu thuẫn với cái điều vừa nói. Một bên thì bảo là phải tuân thủ, một bên thì bảo linh hoạt. Nhưng ý chúng tôi muốn nói ở đây là linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Điều thứ ba, mong muốn các đồng chí hai chữ nữa, đó là đồng bộ. Tức là cái quy hoạch mà chúng ta được phê duyệt ngày hôm nay nó phải đồng bộ với rất nhiều thứ, đặc biệt là cái hệ thống quy hoạch ở cấp dưới và những kế hoạch, đường hướng, thậm chí cả những chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội đảng của chúng ta. Và hai chữ cuối cùng mong các đồng chí cố gắng, đó là thấu hiểu. Bản thân anh em chúng ta phải hiểu cái quy hoạch này nó như thế nào để mà tuân thủ, để mà đồng bộ, để mà linh hoạt, để mà làm. Còn đối với người dân thì cũng phải thấu hiểu để mà có sự đồng hành, có sự chia sẻ. Thì như vậy chúng ta mới trọn vẹn được. Với tinh thần trách nhiệm được giao, chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ, đồng hành cùng các đồng chí vì sự bình yên và phát triển của Thái Bình. Với tinh thần đó, tôi xin bày tỏ sự tin tưởng là Thái Bình sẽ có sự bứt phá, có sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các bộ ban ngành trung ương, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tập trung sức lực trí tuệ của cả hệ thống chính trị, của các đơn vị tư vấn, ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong suốt quá trình lập đồ án để có được quy hoạch tỉnh chất lượng, khả thi và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí cũng nhấn mạnh 8 điểm nổi bật trong quy hoạch, đó là cụ thể hóa khát vọng phát triển với mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng. Xác định tư duy phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, xác định những định hướng lớn, tạo đột phá phát triển với 4 trụ cột tăng trưởng là nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng các khu đô thị và phát triển toàn diện, khu kinh tế Thái Bình. Xác định 3 khâu đột phá then chốt, định hướng phát triển đồng bộ toàn diện về kinh tế xã hội với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng hệ thống đô thị đồng bộ hiện đại với thành phố Thái Bình là đô thị hạt nhân của tỉnh và là một trong những đô thị lớn của vùng. Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại kết nối thuận lợi, mở ra không gian phát triển mới thông qua hoạt động lấn biển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc quy hoạch tỉnh Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Để quy hoạch đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực còn nhiều nhiệm vụ nặng nề và thách thức to lớn đang ở phía trước, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa với quyết tâm cao hơn nữa. Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương tiếp tục cụ thể hóa, phổ biến sâu rộng các giá trị, nội dung của quy hoạch, từ các giá trị cốt lõi đến các nội dung chi tiết, để các cấp, các ngành trong toàn tỉnh và nhân dân trong tỉnh hiểu, nắm chắc và đồng thuận với các nội dung định hướng quan trọng của quy hoạch. Tôi đề nghị các cấp các ngành bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và nhất là các cái định hướng lớn mà quy hoạch đã chỉ ra, kiên trì triển khai thực hiện một cách cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp mà quy hoạch đã đề ra, nhất là kiên trì mục tiêu to lớn, mục tiêu tổng quát bằng những hành động và việc làm cụ thể xoay quanh hướng đến mục tiêu đó để đảm bảo chúng ta tuân thủ quy hoạch như Phó Thủ tướng đã nói, nhưng sớm đạt được các mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Quan tâm đến việc xác định thứ tự ưu tiên để phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và có trọng tâm trọng điểm. Qua đó vừa triển khai đồng bộ quy hoạch nhưng cũng tạo ra những đột phá, những kết quả mang tính bứt ngoặt
để Thái Bình chúng ta phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Và trước hết, tôi đề nghị Ủy ban dân tỉnh, các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm giải quyết tốt các thủ tục đầu tư, các thủ tục hành chính để tiếp tục hỗ trợ cho các nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án đã được chấp thuận đầu tư, cũng như tiếp tục thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh Thái Bình, để chúng ta sớm có những nguồn lực được triển khai và giải ngân trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển trong tỉnh, tạo ra những giá trị mới, tăng quy mô nền kinh tế, cũng như đẩy mạnh sự phát triển và nâng tầm phát triển của tỉnh Thái Bình chúng ta. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, Thái Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, để Thái Bình thực hiện thành công quy hoạch tỉnh, góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh hiện đại. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Bình. Trước đó, vào sáng nay, tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khởi công dự án nhà máy Pega Vision Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, nhà máy Pega Vision Việt Nam là dự án thứ hai được khởi công tại khu công nghiệp Liên Hà Thái trong năm nay. Với tổng vốn đầu tư lớn cùng công nghệ hiện đại, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Dự án nhà máy Pega Vision Việt Nam có tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ do công ty Pega Vision Corporation có trụ sở chính ở Đài Loan đầu tư, chuyên phát triển và sản xuất kính áp tròng mềm và các thiết bị quang học y tế, sử dụng máy móc công nghệ cao và hiện đại, thân thiện với môi trường. Sản phẩm của công ty hiện đang cung cấp cho các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu. Dự án nhà máy Pega Vision Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái dự kiến đi vào hoạt động năm 2028, tạo việc làm cho khoảng trên 1.100 lao động, doanh thu khoảng 2.800 tỷ đồng trên một năm, nộp ngân sách nhà nước 80 tỷ đồng trên một năm. Lãnh đạo công ty Pega Vision Việt Nam cho biết, Việt Nam là thị trường chiến lược mà doanh nghiệp đang tập trung phát triển. Khi đến với Thái Bình, doanh nghiệp thực sự ấn tượng với tinh thần cầu thị, tình cảm chân thành và sự giúp đỡ từ lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Và đặc biệt, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã đáp ứng những yêu cầu cao nhất của nhà đầu tư nên doanh nghiệp quyết định đầu tư tại khu công nghiệp này. Chúng tôi rất cảm ơn chính quyền tỉnh Thái Bình và các sở ngành địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để doanh nghiệp chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công dự án hôm nay. Chúng tôi cam kết ngay sau khởi công sẽ tiến hành đầu tư dự án nhanh nhất, thực hiện đúng các cam kết với tỉnh cũng như chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi cũng kỳ vọng dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp và tỉnh Thái Bình cùng phát triển. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, khẳng định và minh chứng rõ nét cho kết quả và sự nỗ lực của tỉnh, đặc biệt là tạo sức lan tỏa trong thu hút đầu tư, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh Thái Bình trong nỗ lực cải cách hành chính, luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, góp phần hiện thực hóa một trong những nhiệm vụ đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra, đó là xây dựng và phát triển khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Để dự án hoàn thành và sớm đi vào hoạt động theo tiến độ đã đăng ký, phát huy hiệu quả đầu tư, Ủy ban tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết, tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo chất lượng an toàn công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu nghiệp, các sở ngành, Ủy ban dân huyện Thái Thụy tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả đầu tư. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và nhà đầu tư dự án đã tiến hành các nghi thức khởi công dự án nhà máy Pega Vision Việt Nam, kỳ vọng dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025 nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện thời gian vừa qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo,
đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Toàn tỉnh có 28 xã thuộc 5 huyện Tiền Hải, Kiến Sương, Đông Hưng, Hưng Hà và Quỳnh Phụ thuộc diện phải sắp xếp lại. Thời gian qua, các cấp ngành địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đề án theo đúng quy trình quy định, đảm bảo tiến độ đề ra. Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đề xuất của Sở Nội vụ cũng như các đơn vị địa phương, khẳng định đây là công việc quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và cuộc của cả hệ thống chính trị. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là các chủ thể chịu tác động và ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, nhất là bố trí, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng khi sắp xếp, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các đồng chí thành viên ban chỉ đạo tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Chúng ta thống nhất là phải đề cao trách nhiệm từ công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp cho đến các đơn vị tổ chức liên quan. Và như tôi nói là không thành công là người đứng đầu là phải chịu trách nhiệm. Mà đây quy định Bộ Chính trị chứ không phải là của tôi. Các chí lưu ý cho nên. Nhưng không phải là chỉ đạo vấn đề cá nhân, mang tính chất cá nhân. Các chí phải thống nhất, đồng thuận trong chủ trương và trong định hướng của từ cấp ủy, cấp huyện đến cấp xã, rồi đến các chi bộ, cấp ủy chi bộ liên quan để tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức đảng, đoàn thể và trong cộng đồng, lan tỏa ra cộng đồng nhân dân. Đề nghị các đồng chí tiếp tục rà soát những vấn đề liên quan đến việc sắp xếp và sau sắp xếp về tài sản công này, về tài chính công này, về đầu tư công này, rồi về các vấn đề pháp lý này, rồi về các tổ chức đoàn thể liên quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Kiến Sương tổ chức thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo kế hoạch số 210 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 176 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ nêu tại các kết luận, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Bất chấp những cảnh báo lây nhiễm liên cầu khuẩn từ tiết canh, nhiều người vẫn ăn tiết canh lợn và phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ một đối tượng truy nã sau gần 14 năm lẩn trốn. Sáng nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch Sophie Lotte đang có chuyến công tác tại Việt Nam. Sự buổi làm việc có giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình. Giới thiệu khái quát về tỉnh Thái Bình, đồng chí nhấn mạnh, đối với lĩnh vực y tế, tỉnh Thái Bình có hệ thống y tế đồng đều với nhiều cơ sở đào tạo và điều trị chất lượng. Thái Bình là địa phương đang triển khai một số chương trình hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm với phía Đan Mạch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch đối với các chương trình hợp tác tại Thái Bình, mong muốn Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các hoạt động hợp tác. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Bộ trưởng cho biết, Đan Mạch có thế mạnh về phát triển y tế dự phòng ban đầu, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và mong muốn tiếp tục có sự hợp tác với tỉnh Thái Bình trong phòng chống bệnh không lây nhiễm ở cấp cơ sở. Tiếp đó, vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, thăm Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, thăm trạm y tế xã trong khuôn khổ hợp tác dự án SSC và câu lạc bộ tiểu đường xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch đánh giá cao hiệu quả của các chương trình hợp tác của Đan Mạch đang triển khai tại Thái Bình. Sau thời gian dài COVID-19 được kiểm soát, tâm lý lo ngại với dịch bệnh này đã không còn trong phần lớn người dân. Song vì chủ quan, nhiều người vẫn phải nhập viện điều trị vì COVID-19. Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình,
những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng. Đáng ngại là có những ca bệnh tái nhiễm nhập viện trong tình trạng nặng, như hiện tại, khoa đang điều trị cho một số trường hợp mắc bệnh tới lần thứ 3 trên nền bệnh lý sẵn có, dẫn đến diễn biến nguy hiểm, phải sử dụng các biện pháp điều trị tích cực. Ngoài ra, nhiều người xuất hiện các vấn đề về phổi sau khi mắc COVID-19 hoặc làm nặng hơn bệnh tim mạch hoặc bệnh lý thần kinh. Theo các bác sĩ, nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều lần cũng khiến các triệu chứng của bệnh như ho, khó thở kéo dài hơn, kể cả khi kết quả xét nghiệm đã âm tính. Do vậy, dù COVID-19 đã được chuyển thành bệnh truyền nhiễm nhóm B, song vẫn khuyến khích thực hiện các biện pháp để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm cá nhân, tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp những cảnh báo lây nhiễm liên cầu khuẩn từ tiết canh, nhiều người vẫn ăn tiết canh lợn và phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Nhất là trong những ngày đầu năm với quan điểm ăn tiết canh mang lại may mắn, song những gì nhận được chỉ là tiền mất tật mang. Điếc, mất trí nhớ, viêm phổi, viêm màng não, viêm cơ tim. Viêm khớp, ảnh hưởng đến gan thận là những di chứng vẫn còn nhẹ khi nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Trường hợp nặng, bệnh nhân suy đa phủ tạng, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi năm, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận khoảng 20 trường hợp nhiễm khuẩn này. Hầu hết các ca bệnh đều có liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các đồ ăn từ thịt lợn chưa nấu chín. Các bệnh nhân vào khoa trong tình trạng thường là rất là nặng với các biểu hiện như là sốt cao liên tục, rồi là đau đầu, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa và thường là tiêu chảy. Một số bệnh nhân khác thì trong tình trạng cấp tính hơn, xuất huyết trên da, huyết áp có thể là thấp, cần phải kết hợp với khoa hồi sức tích cực trong vấn đề điều trị, ví dụ như là hồi sức rồi là vấn đề lọc máu đó. Biểu hiện của người nhiễm liên cầu khuẩn lợn thường xuất hiện sau vài tiếng đến 5 ngày, nhưng vẫn có những trường hợp ủ bệnh tới 14 ngày tùy cơ địa. Chi phí điều trị rất tốn kém, thời gian kéo dài. Bên cạnh đó, bệnh nhân từng nhiễm liên cầu khuẩn lợn vẫn có thể mắc lại lần sau, bởi căn bệnh này giống như nhiễm trùng bình thường, không có miễn dịch lâu dài. Tỷ lệ tử vong vào khoảng 7%. Cách tốt nhất để tránh lây nhiễm liên cầu khuẩn lợn là chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đúng. Chăn nuôi giết mổ thì cần mang đồ bảo hộ. Ví dụ giết mổ mình mang găng, mang ủng. Bởi vì là liên cầu lợn ngoài cái việc là nó lây qua đường ăn uống thì nó còn lây qua đường tiếp xúc nữa. Trên tay có vết thương xây sát mà mình làm thịt một cái con lợn nó bị ốm, nó bị nhiễm liên cầu lợn thì có thể lây qua đường đó. Hoặc là nếu như mà lợn ốm mà mình trong quá trình chăn nuôi giết mổ mình không mang khẩu trang thì nó còn có thể lây truyền qua đường hô hấp. Còn đường tiêu hóa thì là không nên ăn tiết canh, lòng lợn và đồ ăn sống. Đặc biệt, các bác sĩ khuyến cáo không chỉ có lợn bệnh, mà bất cứ con lợn nào cũng có khả năng nhiễm liên cầu. Bởi thông thường, vi khuẩn liên cầu khu trú ở vùng họng của con lợn mà không phát thành bệnh, khiến người chăn nuôi chế biến và người ăn đều không nhận biết được. Nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột sau khi giết mổ lợn hoặc ăn sản phẩm từ lợn, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Chuyển sang các tin tức khác. Hôm nay, đoàn kiểm tra UUU của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại huyện Thái Thụy. Thái Thụy có 383 phương tiện tàu thuyền khai thác thủy sản có chiều dài từ 6m trở lên, trong đó tàu từ 15m đến dưới 24m là 128 tàu. Thực hiện các giải pháp về chống khai thác UUU, đến nay 93,7% tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên đã đăng ký đăng kiểm tàu theo quy định. 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Qua kiểm tra thực tế tại xã Thái Đô, cảng cá Tân Sơn, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại. Đó là việc kiểm soát chất lượng nhật ký khai thác phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản chưa được đầy đủ, vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển. Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Thái Thụy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về chống khai thác UUU, điều tra xác minh xử lý vi phạm đối với tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển, đặc biệt đối với tàu cá mất kết nối trên 10 ngày thuộc địa bàn quản lý. Phối hợp với lực lượng kiên quyết không cho xuất nhập cảng cá đối với các tàu cá vi phạm khai thác UUU. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1978, phạm tội tham ô tài sản khi đang lẩn trốn tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tháng 4 năm 2011, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Vinh, giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thái Bình về tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2009, Vinh là giám đốc công ty đã nhận tiền bán hàng của công ty nhưng không nhập quỹ. Ngày 27 tháng 12 năm 2010, Vinh bỏ trốn.
cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Vinh. Sau một thời gian truy bắt, ngày 1 tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bắt giữ Vinh khi đang lẩn trốn tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện tại, công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go, VTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền Thái Bình. Tiếp theo là thời lượng của mục tiếp sức đến trường. Thưa quý vị và các bạn, bố mất cách đây 4 năm, mẹ lại mới phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Bất hạnh liên tiếp ập đến với cậu bé 12 tuổi Bùi Văn Hiệp, xã Đông La, huyện Đông Hưng. Có những đêm giữa gian nhà hiu quạnh, Hiệp chỉ biết ôm tay mẹ khóc, mong mẹ đừng bỏ lại em giữa cuộc sống còn quá nhiều khó khăn này. Hoàn cảnh của Hiệp đang cần sự sẻ chia, giúp đỡ của chúng ta.